Xin chào tất cả các bạn, mình đang cầm trên tay đây là một số cái thuốc thang và giấy tờ liên quan đến đi nhổ răng và khám răng ở bên Nhật. Thì cũng có một vài bạn có lên các cái trang cộng đồng có hỏi về cái chi phí khám răng và cái nhổ răng ở Nhật, nhất là răng khôn, răng hàm các thứ bị đau. Thì mình cũng mới đi khám răng về và đi nhổ một cái răng hàm số 8. Thì nó lên hẳn rồi chứ nó không phải là một cái răng khôn đang lên nữa, nhưng mà nó hơi bị lệch một chút, thành ra là khi mà mình ăn nó nhất là những cái vật cứng hoặc là những cái vật mà nó như gọi là xương sườn nó thứ thì nó sẽ bị trượt ra và nó sẽ hay bị gây xước ở bên má hoặc là dưới lợi, hay gây sưng lợi hoặc là cái nhiệt miệng. Thì mình cứ định nhổ, tức là mình cũng lên mạng mình tra về các cái chi phí khám răng ở Nhật. Nhiên thì trên đây cũng người ta cũng có viết rất là khá là nhiều thông tin, thì các bạn cũng có thể tìm được thấy trên các trang như là Simbay hay là Japan gì rất nhiều. Nhiên thì đấy là một, chỉ là một cái phần thôi, đấy là chỉ là cái phần mình cũng cứ tưởng là như thế, tuy nhiên đi đến nó thực tế nó lại khác. Và cái giá trên đấy người ta đưa ra chỉ là cái giá điều trị, còn cái việc khám thì nó còn, cái việc khám nó tùy thuộc vào từng phòng khám khác nhau, từng cái khu vực khác nhau thì chi phí khám nó sẽ là khác nhau nữa. Mình đi nhổ răng hàm số 8 thì mình phải đi hai hôm, bởi vì hôm đầu tiên đau, trước đây nó thi thoảng nó đau vài ngày thì do thi thoảng có ăn thì nó bị sưng lợi hoặc là nó bị xước má gây nhiệt miệng đau vài ngày. Tuy nhiên đợt này thì nó đau hơn rất là nhiều và đau khoảng một tuần mà ăn không ăn được, thì bị giảm cân mỗi một cân các bạn. Thì mình quyết định ra cái phòng khám gần nhà để hỏi về đi khám và nhổ cái răng. Thì các bạn có thể lên trên Google Maps, các bạn có thể tra gõ bằng tiếng Việt được phòng khám răng thì nó sẽ ra rất là nhiều. Vì bên này thì các phòng khám tư rất là nhiều và cái phương tiện ở đấy thì họ cũng khá là đầy đủ và chuyên nghiệp, nhất là cái dịch vụ đến đấy, cái tác phong và cái thái độ phục vụ người ta rất là tốt, mình đến rất là hài lòng, chứ không hẳn là như ở các cái bệnh viện ở Việt Nam mình thì nó có một cái thái độ an toàn ngược lại. Thì mình đó, hôm đầu tiên mình đến khám thì mình đã yêu cầu nhổ răng, thì các bác ấy có khám răng và bảo là cái này đang nhiệt miệng này thì nó bị đau, nên là cái việc mình hạ cái khoang miệng to ra để người ta đưa cái dụng cụ vào người ta nhổ răng thì nó không được, nên người ta đã cho mình khám sơ xem là có cái răng nào bị sâu, bị sỉ các thứ, bị cao răng các thứ không một lượt. Sau đấy người ta cho mình thuốc tra cái chỗ vết thương trong miệng này và thuốc về uống, có cả thuốc giảm đau, phòng khi đau quá thì uống. Thì người ta cũng nhận khi nào đau quá thì uống, không thì thôi, không cần thiết thì mình. Thế thì cái tiền khám rất là đắt, thì hôm nay chỉ đến khám sơ và chỉ cho một ít thuốc chậm vào trong cái chỗ bị nhiệt miệng ở trong má, mà chi phí khám nó là tận 3 sen mốt, 3 sen mốt các bạn. Thì ở Nhật thì khi các bạn đi khám đầu tiên thì người ta sẽ cho các bạn là mấy chục điểm, mấy trăm điểm đấy, thì sẽ nhân với cái tiền 10 yên lên hay là 110 yên lên thì các bạn sẽ được khoảng tầm mấy sen đấy. Nhưng mình đã được 274 điểm. Thì và người ta sẽ trừ dần các bạn lần các bạn đi khám lần sau nữa. Thì tiền thuốc vào đây được 3 sen. Rồi sau đấy thì hôm sau mình đến nhổ. Hẹn 3 ngày sau đến nhổ thì quy trình nhổ thì cũng gần như ở Việt Nam mình, họ cũng tiêm thuốc tê vào trong chỗ răng này. Sau đấy thì chờ tầm 10-15 phút thì nói chuyện tào lao một tí. Sau đấy họ bắt đầu họ nhổ. Cái mình hết sức là bất ngờ nhất đấy là cái khi mà họ cho cái dụng cụ nhổ vào trong miệng ấy. Mình cứ tưởng là họ chỉ là nới cái banh cái miệng nó to ra để người ta bắt đầu cho cái dụng cụ vào để mài, để cắt như ở Việt Nam mình. Nhưng mà không, họ cho cái dụng cụ vào mà mình đang định mở mồm ra để hỏi, mình chờ họ dứt cái tay xong để hỏi là có lâu không, và để hỏi xem có đau không. Trước khi hỏi xong thì ông đã rút cái răng ra, ông đưa cho mặt mình ông Gary rồi, xong rồi. Thì không biết họ nhổ cái phương pháp gì mà có bỏ dụng cụ vào giật luôn cái răng mình ra mà không hề đau một tí nào, mà giơ nguyên cả răng cả hai chân luôn, cả răng hàm giơ hai chân ra luôn. Đến bây giờ là khoảng tầm được 3 ngày nhưng mà không hề đau một tí nào. Xong sau thì hôm đầu tiên thì mình không ăn cơm, để ăn cháo cho nó đỡ bị vận động cái hàm. Thì họ cho bông gòn về để mà ngập trong cái chỗ răng nó bị rút ra rồi để máu nó ngấm vào đấy, và một số thuốc uống
như cả kháng sinh, cả thuốc giảm đau đây. Thì sáng hôm hai mình ăn cơm luôn mà nó không hề đau đấy, bây giờ nó không hề đau tí nào, bây giờ thì có thể như bình thường rồi, như là mình vẫn phải giữ nó không ăn các đồ vật cứng trong ít nhất là một tuần chục ngày đấy, nên là mình thấy rất là hài lòng với việc một cái việc nhổ răng họ, nó rất là chi phí nhổ răng của mình chỉ có 1 sen 2 thôi, nó tầm khoảng 200.000, 250 và cái tiền khám 600.000 nữa, thì cả hai lần thì mất khoảng tầm 800.000, rẻ hơn ở Việt Nam. Nên Việt Nam mình đi nhổ một cái răng hàm thì mình xem giá trên mạng thì đưa rơi vào tầm 1.2 đến hơn trở lên đấy. Thì tuy nhiên ở đây mình tính đây là mình đi hai lần thì mất 800.000, nếu mình đi một lần thì rơi vào tầm chỉ khoảng mất tầm 400.000 thôi, nó rẻ hơn rất là nhiều. Thế nên các bạn ở bên Nhật mà các bạn nếu có bị các vấn đề về răng miệng thì mình khuyên các bạn là nên đi ra để khám ngay, vì chi phí rất rẻ vì các bạn có thẻ bảo hiểm, thì các bạn chỉ phải đóng 30% thôi, thì nó rất là rẻ và cái chất lượng mà của phòng khám bên này rất là tốt. Đấy thì đây chia sẻ một chút kinh nghiệm mà đi khám răng và nhổ răng ở Nhật cho các bạn cùng tham khảo, để các bạn nào có bị đau răng hay là bị lên răng cấm hay là răng hàm bị lệch thì các bạn nên đi xử lý luôn. Và chúc các bạn tìm được cái chỗ xử lý răng nó tốt và không bị đau răng để có thể là ăn uống một cách thoải mái nhất và thuận tiện nhất trong công việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại trong các video sau.